Lịch ngày tốt, xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi thứ 5 ngày 16 tháng 4 năm 2020 của 12 con giáp. Xem tử vi hàng ngày, nhờ tài mộn cục nên đường tình duyên của người tuổi Hợi đang trên đà khởi sắc, đào hoa nở rộ, dấu hiệu cho thấy tin vui sắp về. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Hãy cùng lịch ngày tốt theo dõi ngay sau đây nhé! Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi hôm nay, nhờ có lục hợp nâng đỡ, người tuổi Tý hôm nay có thể sẽ có được những sự thăng hoa trong tình yêu. Vợ chồng yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau, mọi hiểu lầm đều có thể được hóa giải khi hai người chia sẻ cho nhau mọi nỗi niềm. Lại thêm thiên tài che chở, con giáp này còn có thể gặp may mắn về tiền bạc, khi bạn có thể tăng cường thu nhập thông qua một giao dịch thỏa thuận thành công nào đó. Tuy nhiên, lời khuyên cho bạn vẫn là nên hết sức thận trọng với các rủi ro tài chính. Thổ thủy tương khắc cho thấy sức khỏe của bản mệnh không tốt như bạn đang nghĩ. Những lúc căng thẳng thì tốt hơn hết là nên nghỉ ngơi. Cứ tạo thêm áp lực cho mình thì bạn không thể nào đủ tỉnh táo để xử lý những việc quan trọng. Tử vi tuổi Giáp Tý, kim, tình cảm thăng hoa, vợ chồng thấu hiểu lẫn nhau. Tử vi tuổi Bính Tý, thủy, hiểu lầm được hóa giải toàn bộ. Tử vi tuổi Mậu Tý, hỏa, tài chính gặp nhiều may mắn, thu nhập tăng tiến. Tử vi tuổi Canh Tý, thổ, cần cẩn thận với các rủi ro tài chính. Tử vi tuổi Nhâm Tý, mộc, sức khỏe có thể không tốt như bạn nghĩ. Con số may mắn 2, 4, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tương, xanh da trời, trắng, quý nhân phù trợ, Thìn, Thân, Hợi. Tử vi tuổi Sửu, xem tử vi thứ 5 ngày 16 tháng 4 năm 2020, ngôi tuổi Sửu bị tỷ kiền tác động nên gặp không ít khó khăn trong công việc cũng như cuộc sống. Có thể là đồng nghiệp gây cản trở trong công việc vì ghen tị với thành công của bạn, cũng có thể là người thân ngăn cản bạn khiến cho bạn mất hết tinh thần làm việc. Những cảm xúc tiêu cực của bạn có thể khiến cho mọi chuyện càng thêm nghiêm trọng. Đừng quên rằng mọi việc tốt đẹp hay không hoàn toàn phụ thuộc vào cách bạn đối xử, nhìn nhận cuộc sống. Thổ khí vượng cho thấy sức khỏe của bản mệnh không được ổn, một phần lớn là do bạn nghĩ ngợi quá nhiều. Hãy biết buông bỏ những thứ không cần thiết vì chúng sẽ giúp bạn cảm thấy đỡ áp lực và căng thẳng hơn đó. Tử vi tuổi Ất Sửu, kim, gặp nhiều khó khăn trong công việc và cuộc sống. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thủy, có thể bị đồng nghiệp cản trở do đố kỵ, ghen ghét. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, hỏa, tinh thần giảm sút vì những cảm xúc tiêu cực. Tử vi tuổi Tân Sửu, thổ, thay đổi cách nhìn nhận cuộc sống, mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn. Tử vi tuổi Quý Sửu, mộc, học cách buông bỏ những suy nghĩ không cần thiết. Con số may mắn 1, 6, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường vàng, xám, quý nhân phù trợ, Tý, Tỵ, Dậu. Tử vi tuổi Dần, thứ năm này chính quan xuất hiện tương trợ cho vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Dần. Bản mệnh được cấp trên tin tưởng và tín nhiệm vì có tinh thần trách nhiệm cao. Bản mệnh nên nhân cơ hội này để phát huy năng lực của mình tốt hơn nữa, cũng như tập trung cao độ vào công việc của mình. Đây là thời điểm khá nhạy cảm, chỉ một sai sót nhỏ của bạn cũng có thể ảnh hưởng đến sự thăng tiến trong tương lai. Mộc khắc thổ, vợ chồng ở bên nhau nhưng có thể sẽ chẳng hiểu được đối phương đang suy nghĩ gì. Có thể vì chuyện con cái mà nảy sinh mâu thuẫn, hai người nên ngồi lại với nhau và bàn luận để tìm ra cách giải quyết thì sẽ tốt hơn là tranh cãi rồi chẳng đi đến đâu. Tử vi tuổi Giáp Dần, thủy, công danh sự nghiệp nhận được sự tương trợ lớn. Tử vi tuổi Bình Dần, hỏa, được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp tín nhiệm. Tử vi tuổi Mậu Dần, thổ, nắm chắc cơ hội để phát huy năng lực. Tử vi tuổi Canh Dần, mộc, tránh để xảy ra sai sót trong thời điểm nhạy cảm. Tử vi tuổi Nhâm Dần, kim, vợ chồng có thể không hiểu suy nghĩ của nhau. Con số may mắn 3, 7, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá cây, trắng, quý nhân phù trợ, Mão, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão, xem lịch ngày tốt, trong ngày có sự xuất hiện của thiên quan, người tuổi Mão có một ngày cảm xúc đan xen, bạn bối rối giữa những luồng suy nghĩ khác nhau về công việc, chuyện tình cảm cá nhân. Hiệu suất công việc cũng vì thế mà khó ổn định được. Điều quan trọng nhất là rành rẽ giữa những vấn đề này, đừng để chúng làm đảo lộn công việc và cuộc sống.
đây cũng là ngày mà bạn không nên chút hết lòng mình với những người ưa đố kỵ. Họ có thể hãm hại bạn trong khi bạn không để ý đấy. Ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc cho thấy chuyện tình cảm của bản mệnh không thực sự suôn sẻ. Có những rắc rối nhỏ bạn nên sớm giải quyết, chứ để chúng thành vấn đề lớn khiến hai người càng ngày càng xa nhau hơn. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, cảm xúc bối rối như luôn suy nghĩ vướng bận. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, hiệu suất công việc giảm sút vì thiếu tập trung. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, hãy rành rẽ giữa các vấn đề công tư. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, tránh tâm sự nhầm người, kẻo tạo điều kiện cho kẻ đố kỵ hãm hại. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, vấn đề nhỏ nhưng tích tụ lâu dài có thể làm rạn nứt tình cảm. Con số may mắn 2, 7, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, xanh rêu, xanh chuối, quý nhân phù trợ, Mão, Thìn, Hợi. Tử vi tuổi Thìn, xem tử vi hàng ngày, sử Thìn tương phá báo hiệu vận trình của người tuổi Thìn trong ngày này có phần sa sút. Có kẻ tiểu nhân đang tìm cách phá hoại tình yêu của bạn. Tình cảm gia đình bị rạn nứt khi mà các thành viên không đủ quan tâm và thấu hiểu nhau. Lại thêm tác động của kiếp tài nên ngày hôm nay công việc của người tuổi này cũng không mấy suôn sẻ. Nếu làm lãnh đạo, bạn mệnh có thể nhận ra rằng cấp dưới đang có nhiều bất mãn với mình. Hãy thử tự kiểm điểm bản thân trước khi nổi nóng. Người làm công ăn lương cũng dễ gặp mâu thuẫn với đồng nghiệp do đôi bên không đưa ra những ý kiến thống nhất. Bạn hãy thử cởi mở hơn trong tư duy và nghĩ theo chiều hướng khác nhau xem sao. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, vận trình sa sút, tình cảm bị kẻ khác phá hoại. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, gia đạo bất an, các thành viên không đủ thấu hiểu nhau. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, công việc thiếu suôn sẻ, hiệu suất giảm sút. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, người làm lãnh đạo có thể nhận thấy sự bất mãn của cấp dưới. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, mâu thuẫn với đồng nghiệp do ý kiến bất đồng. Con số may mắn 4, 6, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường nâu, xám, quý nhân phù trợ Tý, Thân, Dậu. Tử vi tuổi Tỵ, xem tử vi phương Đông, hôm nay sử Tỵ bán hợp, đường tình duyên của người tuổi Tỵ khởi sắc không ngừng. Đào hoa nở rộ, những chú rắn độc thân có thể sẽ tìm thấy được tình yêu của đời mình. Trinh ấn cho thấy bản mệnh có sự say mê và cống hiến hết mình đối với công việc. Bản mệnh không quá quan tâm đến việc mình có phải chịu thiệt thòi gì khi bỏ cả thời gian cá nhân ra để làm việc hay không, mà chỉ mong rằng công việc mình chịu trách nhiệm được hoàn thành đúng theo tiến độ mà thôi. Bản mệnh dành nhiều thời gian cho công việc nhưng vẫn không quên sắp xếp để ở bên người thân, gia đình. Hôm nay, may mắn không chỉ dừng ở chuyện tình cảm lứa đôi mà còn xuất hiện ở cả chuyện gia đình nữa. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, đào hoa nở rộ, tình duyên khởi sắc không ngừng. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, người độc thân có thể tìm thấy tình yêu của đời mình. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, say mê và cống hiến hết mình cho công việc. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, có tinh thần trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ mình đảm đương. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, tình cảm gia đình êm ấm, gia đình hòa thuận. Con số may mắn 4, 5, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường đỏ, cam, quý nhân phù trợ Sửu, Thân, Dậu. Tử vi tuổi Ngọ, xem tử vi hôm nay Sửu Ngọ tương hại, người tuổi Ngọ có thể gặp nhiều rắc rối do thị phi bùa vây. Những lời đồn đoán khiến cho bản mệnh phải gánh chịu những áp lực vô hình, song có sức sát thương rất lớn. Điều này khiến cho bạn có thể trút giận lên những người thân thiết vì không giải tỏa được cơn bực dọc. Còn giáp này không kiểm soát được những cơn nóng giận của mình và gây tổn thương cho người mình không bao giờ muốn tổn thương. Tuy nhiên, thiên ấn cho thấy, mặc dù tâm trạng rối ren về tình cảm, không như ý, song bản mệnh vẫn có thể không làm ảnh hưởng đến công việc. Bạn dồn sức vào làm việc để quên đi hết những nỗi buồn và giành được những thành quả nhất định sau bao cố gắng. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, gặp không ít rắc rối do thị phi bùa vây. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, chịu nhiều áp lực vô hình do những lời đồn đoán vô căn cứ. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, gây tổn thương cho người thân vì không kiểm soát được cơn nóng giận. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, dồn tâm trí vào công việc để quên đi những rắc rối tình cảm. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, đạt được thành quả nhất định sau bao cố gắng. Con số may mắn 5, 7, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường tím,
Hồng, quý nhân phù trợ, Dần, Mùi, Tuất. Tử vi tuổi Mùi. Xem tử vi hàng ngày, do ảnh hưởng của cục diện Sửu Mùi tương hình, người tuổi Mùi có phần tự tin thái quá trong ngày nay. Bản mệnh cho rằng mình có khả năng giải quyết tất cả mọi vấn đề nên không muốn nghe theo lời khuyên bài của bất cứ ai. Bạn hăng hái trong công việc và sẵn sàng là người đi tiên phong, thế nhưng bạn sẽ rất dễ gặp phải trở ngại nếu như không chịu suy nghĩ kỹ càng. Bản mệnh cũng cần phải chú ý hơn trong giao tiếp nếu không muốn làm mất lòng người khác. Tỷ Kiền nhắc nhở những chú dê cần phải học cách suy nghĩ khiêm nhường hơn. Nếu bạn cứ cậy mình tài giỏi, tự cao tự đại thì có thể hôm nay bạn sẽ nhận được bài học cho rằng những hành động nông nổi của mình sai lầm, khó lòng có thể bào chỗ được. Tử vi tuổi Ất Mùi. Kim, tự tin thái quá, cho rằng mình có thể giải quyết hết tất cả. Tử vi tuổi Đinh Mùi. Thủy, có xu hướng bỏ ngoài tai mọi lời khuyên của những người xung quanh. Tử vi tuổi Kỷ Mùi. Hỏa, chú ý giao tiếp nếu không muốn làm mất lòng người khác. Tử vi tuổi Tân Mùi. Thổ, cần học cách suy nghĩ khiêm nhường hơn. Tử vi tuổi Quý Mùi. Mộc, sai lầm do nông nổi sẽ rất khó bào chữa. Con số may mắn 3, 1, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, xám, cà phê, quý nhân phù trợ, Tỵ, Hợi, Ngọ. Tử vi tuổi Thân. Thường quá xuất hiện trong tử vi thứ năm này của người tuổi Thân nhắc nhở bản mệnh cần phải chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình, tập trung hơn để không xảy ra sai sót. Lơ là và thiếu cảnh giác, bạn sẽ dễ đánh mất phong độ của mình trong công việc. Hôm nay, những chú khỉ có được nâng đỡ nhiều trong chuyện tình cảm. Thổ sinh kim, nếu còn độc thân thì hôm nay chính là cơ hội để bạn tìm thấy được một nửa cho mình. Hãy mạnh dạn tham gia các buổi hò hẹn với bạn bè, biết đâu bạn sẽ gặp được định mệnh đời mình ở đó. Người có đôi có cặp sẽ có một ngày ngọt ngào bên người ấy. Hai bạn biết cách để sạc thêm năng lượng cho mình bằng tình yêu ngọt ngào như mật, dành cho nhau thêm nhiều thời gian để yêu thương và chăm sóc nhau nhiều hơn. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy nên chấn chỉnh lại thái độ làm việc, tập trung hơn nữa. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa thiếu cảnh giác có thể dẫn đến mất phong độ làm việc. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, người độc thân có cơ hội tìm thấy đối tượng phù hợp. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, cần chủ động hơn trong chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, người có đôi giữ được tình yêu ngọt ngào như mật. Con số may mắn 1, 8, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường vàng kim, bạch kim, quý nhân phù trợ Tý, Dậu, Tuất. Tử vi tuổi Dậu. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, tam hợp nâng đỡ, người tuổi Dậu dễ tạo lập được uy tín dựa vào trên kinh nghiệm có sẵn của mình, nhờ vậy bạn có thể được mọi người xung quanh kính nể. Bên cạnh đó, thực thân trao cho những chú gà nguồn tài lộc dồi dào. Nếu bản mệnh biết nắm bắt cơ hội thì không khó để thu nguồn lợi lớn về cho mình. Nhạy bén nhìn nhận thời cơ, quyết đoán đưa ra lựa chọn và kiên định với mục tiêu mình đã định, bản mệnh sẽ không thấy hối hận vì những quyết định của mình đâu. Ngũ hành tương sinh giúp cho đường tình duyên của con giáp này dần khởi sắc. Sẽ có người giới thiệu cho bạn, người tầm đầu ý hợp với mình. Đừng quá bài xích việc giới thiệu mai mối nhé, biết đâu nhân duyên đang chờ bạn. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy tạo lập uy tín cá nhân nhờ kinh nghiệm sẵn có. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa đóng góp vai trò quan trọng trong tập thể nhờ tầm nhìn xa trông rộng. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ nguồn tài lộc dồi dào nên biết nắm bắt cơ hội quý giá. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc cần quyết đoán khi đưa ra lựa chọn và kiên định với mục tiêu. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim tình duyên khởi sắc, được giới thiệu người phù hợp. Con số may mắn 4, 9, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường vàng, trắng, quý nhân phù trợ Thìn, Thân, Tuất. Tử vi tuổi Tuất. Sửu Tuất tương hình cho thấy người tuổi Tuất có thể gặp phải những điều xui xẻo trong ngày hôm nay. Bản mệnh tự rước họa vào thân vì tự tin thái quá, cái gì cũng cho là mình đúng. Đây chính là điều mà bạn cần phải sửa đổi trong tương lai nếu không muốn rước thêm tai họa. Khi làm việc, cần phải bình tĩnh, cẩn trọng, đừng lúc nào cũng vỗ ngực tự tin rằng mình có thể làm tất cả mọi điều vì bạn không thể biết được điều gì đang chờ đợi mình trong tương lai. Nên khiêm nhường hơn, cố gắng hết mình để làm tốt nhiệm vụ được giao. Kiếp tài cho thấy cơ hội kiếm tiền của bản mệnh tưởng chừng đã đến trong tầm tay thì lại vụt bay mất.
là con giáp hay do dự, thiếu quyết đoán sẽ khiến cho bạn phải ở đó tiếc nuối về khoản lợi đáng lẽ đã thuộc về mình. Tử vi tuổi Giáp Tuất, hòa tự rước họa vào thân vì tự tin thái quá. Tử vi tuổi Bình Tuất, thổ đừng cho rằng việc gì cũng đúng để tránh rước thêm tai họa. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mộc cần học cách khiêm nhường để làm tốt những nhiệm vụ được giao. Tử vi tuổi Canh Tuất, kim những điều chờ đợi phía trước tiềm ẩn rất nhiều thách thức khó đoán. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thủy cơ hội kiếm tiền nằm trong tầm tay lại vụt mất. Con số may mắn 3, 5, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, xám, nâu đỏ, quý nhân phù trợ, mão, thân, dậu. Tử vi tuổi Hợi, nhờ tài mội cục nên đường tình duyên của người tuổi Hợi đang trên đà khởi sắc, đào hoa nở rộ, dấu hiệu cho thấy tin vui sắp về. Bản mệnh hãy nhìn kỹ vào mối quan hệ của mình, tự hỏi trái tim để thấy rằng mình cần phải làm gì sắp tới để giữ chân hạnh phúc. Chính quan nhập mệnh, tinh thần làm việc với tinh thần trách nhiệm cao giúp cho người tuổi này đạt được nhiều lời khen ngợi từ phía cấp trên. Bạn nên tận dụng thời cơ và phát huy hết sức tinh thần sáng tạo của bản thân để đạt được những điều mình mong muốn. Con giáp này đang đứng trước những cơ hội thăng tiến rất tốt. Bản mệnh biết được thế mạnh của mình nằm ở đâu và sẵn sàng dốc sức, hết sức mình để đầu tư vào con đường mình đã chọn. Tử vi tuổi Ất Hợi, hòa tinh duyên khởi sắc, đào hoa nở rộ. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ đối diện thẳng thắn với trái tim để níu giữ hạnh phúc. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc được cấp trên khen ngợi bởi tinh thần trách nhiệm cao. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim nên tận dụng thời cơ và cố gắng phát huy khả năng sáng tạo. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy cơ hội thăng tiến đang rất rộng mở. Con số may mắn 1, 5, giờ tốt 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường đen, xanh dương, quý nhân phù trợ Tý, Sửu, Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.